Adiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Aramacharya Vedamani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng. Giữ Adiyā giữ điều học là cố ý đối Sura Adiyā me vâng giữ điều hạ qua đi ta quy số cát đa sanh ma la gan tha vi lệ ban tha sanh mang gan a vi phu sanh đa thana về ra ma ni sikha ba đăng samadhi ya mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự mua hát thổi kèn đờn xem mua hát nghe đờn kèn trang điểm thơ vật thơm rồi phân và đeo trạng hoa uột trà sa yana maha sa yana về ra ma ni sikha ba đăng samadhi ya mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp y mang ác thăng cho sầm mạng na gác tăng bồ tạp bành nhà tăng u bồ sa thăng y mạnh cha ra tinh y mạnh cha đi qua sang sầm ma đề qua a thi ra khi tum sầm ma đi ya ma chúng con xin thọ trì bạc quan trai giới tròn đủ tám điều của Đức Phật ca giáo truyền hầu để vân giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong đời vị lai. Imani atha sikha badani uposa sivala sena iman charatan iman jadiva sang sa tukang katawa ap mamadena samma rakitam bang. Giới thiện tinh nên thọ trì bác quan trai giới cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay không nên dí vui. A ma phan tê và chúng con xin vâng. Si la na su ga tan yan ti si la na fu ga sam ba da si la ni ne po tan yan ti tas ma si la mu so tha ye các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các nên chư thiện tinh phải ráng thọ trì dễ luật cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu lành thai, phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay. Nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyên tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên. Giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát cây liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh. Nguyện thấy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành. Nguyện dình tam học gây định tuệ, nguyện đoàn tham sân si độc sanh. Nguyện dạy căn nhân thanh từ khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dài đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành.
Văn kinh chi cu sa la cầm măng ca ta băng ki đi văn mà ca dê na quá cha ma na sa thì đà sẽ su ra tăng ca tăng dê sa ta san nhi nô a thì dê cho sa ta san nhi nô ca tăng bụn nhập pha lăng mày hằng sa bê pha ghi pha quan tự tê dê tăng ca tăng sười đi tăng điên năng bụn nhập pha lăng mày giả dê cho ta ta na cha cha nan thì để qua gánh ta ni dê đà dâm sa bê lô cầm thì dê sa ta chị quan ta hạ ra hê tu ca mà muốn năng phô cha năng sắp bê lập hạnh tu ma ma chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành na do thân khẩu ý tu hành dẻo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng hầu lên đàn cung trời đạo lợi thọ nhàn a chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phàm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng ngang a phước con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu a bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đền hầu mạch ngay có người làm phước được xài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung ma hưởng được phước quý dung thanh nhàn chúng sanh thế giới ca hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cúng dường hoa thành thực phẩm môi hương thọa lòng. Nam mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh Đà Từ Bi Phan Hỷ thay mặt chư tôn đức tăng. Truyền trao tâm quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới do phước mà chúng con đã sau trong sạch tạo được ra. Kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hậu trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ đầu giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ. Do phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Và con cũng xin chia quả phước mà ngày hôm nay con lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới đến cho nghe pháp, mong rằng nghe pháp được an vui. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nhật Quỳnh mến chào Châu Khang, mến chào Từ Mẫn, Xích Từ Mẫn, kính chào Buông Bỏ, kính chào Thi An Lạc, kính chào Tịnh Như, mến chào Xích Hoa Nguyệt, kính chào Nghĩ Là, mến chào Tâm Pháp. Dạ, Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, bây giờ thì đã đến giờ đạo tràng chúng ta ôn bài pháp cú kinh 69. Dạ, cảm ơn Rạng Đông đã đưa bài học lên. Dạ, bây giờ thì mời Rạng Đông tiên phong ha. Dạ, xin mời Rạng Đông. Sa thú chỉ Nhật Quỳnh, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Con kính đảnh lễ cô tu nữ Quý Giá Ratana. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu pháp cú số 69. Ma thu hòa mạnh nha ti bà lô và qua bà bằng na bắc cha ti gia đà cha bắc cha ti bà bằng a tha đúc khằng ni gác cha ti ma thu hòa mạnh nha ti bà lô và qua bà bằng na bắc cha ti gia đà cha bắc cha ti bà bằng a tha đúc khằng ni gác cha ti ma thu hòa mạnh nha ti bà lô nhà qua bà bằng na bắc cha ti gia đà cha bắc cha ti bà bằng
a tha đúc khẳng ni gặp cha ti. Người ngu nghĩ là ngọt, khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu chịu khổ đau. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ba thu hòa mạnh nha ti bà lộ, già qua bà bằng na bắc cha ti gia đà, cha bắc cha ti bà bằng a tha đúc khẳng ni đắc cha ti. Ma thu hòa mạnh nha ti bà lộ, già qua bà bằng na bắc cha ti gia đà, cha bắc cha ti bà bằng a tha đúc khẳng ni đắc cha ti. Ác hạnh ngọt ngào như đường, người ngu nghĩ vậy quả thường chưa sanh. Đến khi ác báo đành rành, than trời trách Phật, khổ thành khổ hơn. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Giá Nam Mô Tham Ma Giá Nam Mô Sa Kha Giá, con kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tề Nhẫn, kính lễ cô tu nữ Vidya Ratana, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh, chị Đặng Đông cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kệ vào kinh Pháp Cú số 69 ạ. Mà thô qua manh nhà ti ba lô, dạ qua ba văn nà bách cha ti, dạ đa cha bách cha ti ba văn, a tha đúc khăn mì gắt cha ti. Mà thu qua manh nhà ti ba lô, dạ qua ba văn nà bách cha ti, dạ đa cha bách cha ti ba văn, a tha đúc khăn mì gắt cha ti. Người ngu nghĩ là ngọt, khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu chịu khổ đau. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mà thu qua manh nhà ti ba lô, giá qua ba băng nà bách cha ti, và đa cha bách cha ti ba băng, a tha đúc khăn bị gắt cha ti. Ác hạnh ngọt ngào như đường, người ngu nghĩ vậy quả thường chưa sanh. Đến khi ác báo đành rành, than trời trách Phật, khổ thành khổ hơn. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và con đã kể xong, con xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn Thích Trần Đạo. Nam Mô Bụt Tha Giá, dạ con thành kính lãnh lễ Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng Chư Tôn Đức vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ kính lễ cô tu nữ Vidya Ratana vừa vào đạo tràng. Dạ con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn. Dạ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ con kính nhân bích đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con cung kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo cao thượng. Con cung kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Sư kính chào quý cô tu nữ và thân chào tất cả quý Phật tử. Dạ, con xin được phép ngâm câu kệ số 69 ạ. Ma thu wa manh nhà ti pa no ya wa pa pang na pa cha ti ya da cha pa cha ti pa pang Atha dukhang nigacchati mathuva manyati pano yava papang napacchati yada chapai chati papang atha dukhang nigacchati mathuva manyati palo yava papang napacchati yada chapai chati papang atha dukhang nigacchati. Người ngu nghĩ là ngọt, khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu chịu khổ đau. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Ác hạnh ngọt ngào như đường, người ngu nghĩ vậy, quả thường chưa sanh.
Đến khi ác báo rành rành, than trời trách Phật, khổ thành khổ hơn. Phổ thơ của Hoàng Thượng Di Đức ạ. Một lần nữa con kính hành lễ chư Đại Đức Tăng và sư xin nhường mic cho rung ạ. Dạ, sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân. Đại đức Tệ Nhẫn đã từ bi hoan hỷ ôn bài pháp cú kinh số 69 cùng với chúng con. Nam mô Bích Tha giá, dạ nhục mình kính mời bàn tay quý vị, mời sư Từ Mẫn, mời chị Sương Mai, mời Tâm Pháp, dạ mời mà bàn tay cô tu nữ Quý Trí Giá Trá Ná thì không cầm mic được rồi. Dạ, kính mời đạo tràng ạ, mời những bàn tay xinh đẹp, dạ trong khi chờ đợi. Con xin ông bài pháp cú kinh số 69 và cảm ơn Trạng Đông cho bài học. Ma thu qua man nhất tít bà lô và quạt bà bằng nạp bà chất tí và đà chát bà chất tí bà bằng á thách đúc khăn đi gá chất tí. Dạ cảm ơn, nghĩ lại cho nhục mình biết được tín hiệu. Ma thu hòa mạnh nhật tiệp bà lô gia quát bà bằng nát bát chất tí chất đà chát bát chất tí bà bằng á thách đúc khăn ni gạt chất tí. Ma thu hòa mạnh nhật tiệp bà lô gia quát bà bằng nát bát chất tí chất đà chát bát chất tí bà bằng á thách đúc khăn ni gạt chất tí. Ma thu hòa man nhật tị bà lơ ya quá bà bằng nắp bát chất tị giác đà chất bát chất tị bà bằng a thát đúc khăn ni gát chất tị. Ma thu hòa man nhật tị bà lơ ya quá bà bằng nắp bát chất tị giác đà chất bát chất tị bà bằng a thát đúc khăn ni gát chất tị. Người ngu nghĩ là ngọt, khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu chịu khổ đau. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Mà thu qua manh nhà ti ba lô, giả qua ba băng nà bạch cha ti, và đã ba và đã cha ba cha tỷ ba băng a tha đúc khăn nì gạt cha tỷ. Mà thủ qua manh nhà tỷ ba lô và qua ba băng nà bạt cha tỷ và đã cha ba cha tỷ ba băng a tha đúc khăn nì gạt cha tỷ. Mà thu qua nhanh nhà tê ba lô giả qua ba băng nà bà nà ba cha tê và đã cha ba cha y ba băng a tha đúc khăn nghi gạt cha tê. Ác hạnh ngọt ngào như đường, người ngu nghĩ vậy quả thường chưa sanh. Đến khi ác báo đành rành, than trời trách Phật, khổ thành khổ hơn. Và đây là bản hổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và con đọc 5 lần luôn, kệ 3 lần luôn, cũng không thấy bàn tay vị nào hết. Mà giờ thì chưa tới, còn rất là nhiều. Ô sa thủ bàn tay tâm pháp cứu bầu. Nếu mà tâm pháp không cứu bầu, chắc Nhật Quỳnh một là để băng, hai là tụng kinh đến chờ chư pháp tính vào. Rồi mời tâm pháp nha. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Kha Giá. Dạ con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh. Con thành kính đảnh lễ Đại đức Tuệ Nhẫn, con kính để quý bà quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu và kính cảm ơn Xích Độc Quỳnh, cô Rạng Đông và con kính cảm ơn quý đạo hữu đã cho biết là âm thanh rõ. Tại vì con xài cái máy di động á, nên hàng chữ nó rất là nhỏ và cũng khó nhìn vào.
toàn thể được khi mà cầm mic. Con xin phép đọc câu Phật ngôn 69. Con thử đọc à? Mắt con cũng đang kém nữa. Mathuqua manyati ba lo ya wa ba bang na ba chati ya da cha ba chati bi chati ba bang athaduk khang na ga chati Mathuqua manyati ba lo ya wa ba bang na ba chati ya da cha ba chati ba bang athaduk khang nikat chati. Người ngu nghĩ là ngọt khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi người ngu chịu khổ đau của hòa thượng Thích Minh Châu. Người ngu đọc lại, ác hạnh ngọt ngào như đường, người ngu nghĩ vậy quả thường chưa sanh, đến khi ác báo đành rành, than trời trách Phật khổ thành khổ hơn của hạ thượng giới đức. Con xin kệ, đâu qua không kệ. Mà thu qua man nhà ti ba lô ya qua ba băng na ba cha ti ya da cha ba cha ti ba băng a tha đức khang ni ga cha ti mà thu qua man nhà ti ba lô ya qua ba băng na ba cha ti ya da cha ba cha ti ba băng a tha đức khang ni ga cha ti ma thu qua ma nha ti ba lô ya qua ba bằng na ba cha ti ya đà cha ba cha ti ba bằng a tha đức khang ni ga cha ti. Ai dạ con đọc nếu có sai con xin đạo tràng hoan hỷ cho con, tại vì con chúng học lâu quá. Dạ con xin kính truyền đạo tràng, kính cảm ơn nhất nhất Ngọc Quỳnh. Dạ con xin gửi mất đại đạo tràng xuống sau đây ha. Nam mô Bụt Thầy, dạ chạy ra cho chắc ăn. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ em cảm ơn Xích Rạng Đồng. Con xin cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con xin kính lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ con xin kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh và Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng quý bà quý cô tôn nữ, các đạo hữu trong đạo tràng. Con xin kể bài cầu Pháp Cú 69. Ma thù và mạnh nhá tí bà lộ và qua bà bằng na bạc chá tí và đà chá bạc chá tí bà bằng ác thạ đục khẩm ni gạc chá tí. Người ngu nghĩ là ngọt khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi người ngu chịu khổ đau, hòa thượng Thích Minh Châu. Ác hành ngọt ngào như đường, người ngu nghĩ vậy quả thường chưa sanh, đến khi ác báo đành rành, than trời trách Phật khổ thành khổ hơn hòa thượng giới đức. Mặt thù hòa mạnh nhà tị bà lồ dạ quạ bà bằng na bạc chạ tị dạ đã chạ bạc chạ tị bà bằng ác tha đục khẳng nít gặp chạ tị.
ma thù và man nhà ti bà lộ và dạ qua bà bằng na bát cha ti và đã cha bát cha ti bà bằng ác ta đúc cộng đúc càng đi gặp cha ti. Người ngu nghĩ là ngọt khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu chịu khổ đau. Hòa thượng Thích Minh Châu. Ác hạnh ngọt ngào như đường, người ngu nghĩ vậy, quả thường chưa sanh, đến khi ác báo đành rạnh, than trời trách Phật, khổ thành khổ hơn. Hòa thượng Giới Đức. Dạ, con xin đọc kệ. Ma thủ qua man nhà ti ba lô qua gia bát băng na bát cha ti gia đa cha bát cha ti ba băng atha du khâm ni gặp cha ti mặc thủ qua man nhà ti ba lô qua gia ba băng na bạc cha ti già đa cha bạc cha ti ba băng ác tha đúc khâm ni chắc ga ga cha ti mặc thu qua mình nhà ti ba lô qua gia ba băng na bạc cha ti già đã cha ba chặt ti ba băng a tha đúc căng đi gặp cha ti. Người ngu nghĩ là ngọt khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu chịu khổ đau. Hòa thượng Thích Minh Châu. Ác hạnh ngọt ngào như đường, người ngu nghĩ vậy quả thường chưa sanh, đến khi ác báo đành rành, than trời trách Phật, khổ thành khổ hơn. Hòa thượng Giới Đức. Dạ. Dạ, một lần nữa con thành kính tri ân đạo tràng. Dạ, bữa nay con cổ họng con đau quá, nhưng mà con cố gắng cúng dường ba ngôi tam bảo. Dạ, có gì sai sót xin quý đạo tràng tha lỗi cho con. Dạ, con xin xuống mít dừng lại cho đạo hữu kế tiếp ạ. Mô Phật. Dạ, con xương mai Nam Mô Bụt Tha. Dạ, Nam Mô Tham Ma. Dạ, Nam Mô Sang Kha. Dạ. Con kính lễ chư tôn đức, con kính lễ chư quý bà quý cô tu nữ và sư mai, kính chào quý cận sự. Con xin đọc pháp cú 69. Ma thù qua bằng nhá tí bà lô cha qua bà bằng na bắc cha tí giá đà cha bắc cha tí bà bằng á tha đúc rằng đi gấp cha tí. Ma thù qua mạnh nhá tí bà lô cha qua bà bằng na bắc cha tí giá đà cha bắt cha tí bà bằng ác tha đúc khăn ni gắt cha tí. Mà thu qua man nhà tăng ba lô cha qua ba băng là bắt cha tí giá đà cha bắt cha tí ba băng ác tha đúc khăn ni gắt cha tí. Mà thu qua man nhà ti ba lô cha qua ba băng na bắc cha ti già đã cha bắc cha ti ba băng a tha đu khăn nghề gấp cha ti. Người ngu nghĩ là ngu khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu chịu khổ đau. Bản chuyển ngữ Hòa thượng Minh Châu. Ác hạnh ngọt ngào như đường, người ngu nghĩ vậy quả thường chưa sanh, đến khi ác báo đành rành, than trời trách Phật, khổ hành khổ hơn, khổ thành khổ hơn. Bảo phổ thơ Hòa thượng Giới Đức. Dạ, kính mời chị Rạng Đông. Chị Rạng Đông bữa nay không có chịu lên, vậy chị Rạng Đông ha.
Dạ, kính mời ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ cảm ơn chị Sương Mai. Xu Khá ơi, Xu Khá có nghe được âm thanh Dục Quỳnh không? Dạ, cảm ơn Trần Đông, cảm ơn Hoa Nguyệt cho Dục Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Dục Quỳnh kính chào anh chị Phan Quang Liêm. Xu Khá ơi, Xu Khá có nghe được âm thanh Dục Quỳnh không? Rồi, dạ, có đưa bàn tay được không? Dạ, một cái nữa đi, đưa bàn tay lên, Dục Quỳnh mời nha. Dạ không lên được rồi, không sao hết, quan hỷ ngồi nghe đi. Dạ năm một bích hai giá. Dạ đồng hồ còn có một phút nữa thôi là đến giờ học bài mới rồi mà đại đức Pháp Tính chưa vào. Dạ trong khi chờ đợi con hàng xóm đang hát lớn quá rồi mà khổ vậy đó nha, khổ vậy đó. Vậy mỗi 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 người có cái khổ khác nhau, không ai giống ai hết, cái nào cũng khổ, nào cũng khổ hết. Có hắn ở nhà mình cũng khổ, mà hàng xóm mà hát to quá mình cũng khổ, phải không Xu Khá? Dạ nên là nói chung là khổ, bởi vì ráng nhập pháp để bớt khổ, chứ còn không thì khổ hoài phải không? Dạ năm mô Bích Tha giá, khổ mà cười tươi lắm nha. Năm mô Bích Tha giá. Dạ sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Nhẫn đã từ bi hoan hỷ cùng chúng con ôn bài pháp của kinh số 69. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn chị Xuân Mai, Sích Từ Mẫn, Sích Trần Đạo, Sích Trần Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Và chư thiên hậu trì nhắc nhở sư Pháp Tính chạy vào room để chúng con dân quýt đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Và nếu không thì chờ đợi sư vào thì chắc nhờ Đặng Đông. Đặng Đông để một cái gì ngắn ngắn đi. Dạ cái gì ngắn ngắn cũng được hết, gì cũng được hết, để chờ sư vào nghe Trận Đông nha. Rồi Trận Đông có bổn phận phải canh nha, hãy sư vào thì hả mít nha. Rồi mời Trận Đông. Hôm nay chúng ta học về một cái bài kinh mà tôi cho là rất đặc biệt, đó là cái kinh gọi là kinh Pháp Cú. Xin thưa với con là lại có một chuyện để chúng ta nói với nhau nữa, đó là cái chữ Thâm Ma Pa Đá. Cái chữ Thâm Ma Pa Đá này đó nó không hề có nghĩa là Pháp Cú, bởi vì cú nó có nghĩa là câu. Trong cái trường hợp mà 423 câu á, Phật ngôn á, trong cái quyển đó đó, đó thì mới dịch là pháp cú, tức là những cái câu Phật ngôn nha. Nhưng mà riêng ở trong cái chỗ này, ở đây cái chữ mà Thâm Ma Pa Đá nó có nghĩa là thâm ma cốt tha sát đó. Cô giọt mưa cho xin một miếng chú giải chỗ này dùm. Tức là trong đó có giải thích thì cái chữ cốt tha sát đây là gì. Cốt tha sát ở đây nó là cấu tố hay là thành tố. Thí dụ như ở trong một cái viên thuốc, nó cái ingredient của nó, cái thành phần để mà làm nên một cái viên thuốc thuốc cảm, thuốc trụ sinh, thuốc bổ, thì mỗi một cái viên thuốc, mỗi một loại thuốc như vậy đó, nó có bao nhiêu cái thành phần ở trong đó. Rồi một cái căn nhà tường mà muốn mà nó hình thành đó, thì mình phải nhờ đến bao nhiêu là cái cấu tố. Thí dụ như là đất đá gặp sỏi. Dạ sa thú kính cảm ơn Sích Rạng Đông. Nam mô Bích Tha giá. Dạ con thành kính lãnh lễ đại đức Pháp Tính vừa quan năm vào đạo tràng.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ bạch sư, chúng con đã ôn bài xong và con cũng đã tri ân đạo tràng rồi. Bây giờ chỉ chờ sư vào thôi. Dạ, sư vào rồi, sư có nghe được âm thanh của con không? Sư cho con một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn Trần Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, xà thủ lành thai. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng. Con không biết là sư có bao sân luôn không, thôi giờ trước mắt con thỉnh sư giảng từ vựng trước đi. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ cảm ơn Trạng Đông cho bài học. Chúng con cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng câu 70. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng là được học pháp, được an vui chứng quá. Con kính nhân minh đến sư ạ. Nam Mô Bụt Thầy. Giá con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết tín hiệu ở đó. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Chúng tôi hôm qua nay thì phải đưa mẹ là bà thân chúng tôi đi khám bệnh ở bệnh viện, và đến bây giờ thì mẹ chúng tôi cũng còn ở trên đó, ở trên Sài Gòn. Chúng tôi vừa chạy về và vừa chạy kính lễ đến đại đức Tuệ Nhẫn. Chúng tôi mới vừa chạy về tới chùa, chỉ kịp rửa mặt rồi bây giờ là tới cái thời giảng rồi. Dạ, cố gắng vào cũng bị trễ, mong quý vị thông cảm. Dạ, mẹ của chúng tôi thì khám bệnh chụp CT thận, bác sĩ nói sạn thì nó một đống ở trong đó rồi, lắc nó không có kêu đâu, có nghĩa là nó đầy quá rồi. Nhưng mà rồi nước tiểu thì như nó nhiễm trùng đủ thứ chuyện hết, nên ra ngày mai phải làm lại nhiều cái xét nghiệm ở trên đó. Nên bây giờ thì bà ở trên đó, chúng tôi chạy về đây, chạy về chùa ngày mai tiếp tục lên trên đó nữa. Nhưng mà chắc bác sĩ nói sức khỏe của bà mổ cũng không được đâu, chỉ có uống thuốc hay sao giờ cũng chưa biết. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu học phần từ vựng. Như thường lệ thì chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần thích nghĩa từ vựng. Ma-xê-ma-xê cú sắc ghê nát, ma-xê-ma-xê cú sắc ghê nát, ma-xê-ma-xê cú sắc ghê nát. Ba-lô-phun-chay-giáp-phu-chá-năng, ba-lô-phun-chay-giáp-phu-chá-năng, ba-lô-phun-chay-giáp-phu-chá-năng. Na-xô-sang-kha-tát-tham-ma-năng, na so sang kha ta tham năng, na so sang kha ta tham. Ca lăng ác kha ti so la sinh, ca lăng ác kha ti so la sinh, ca lăng ác kha ti so la sinh. Kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái danh từ ma-xê. Ma-xê có nghĩa là mỗi tháng, mà ma-xê có nghĩa là tháng. Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch là tháng với ngọn cỏ. Ma-xê cú sắc ghê nát, cú sắc ghê nát có nghĩa là ngọn cỏ cú sát, đầu ngọn cú sát. Cú sát có nghĩa là tên của một cái loại cỏ, á có nghĩa là đầu hay là ngọn. Do cái
lực tăng thí của Bali, thành ra chúng ta tăng thêm một phụ âm nữa, thành ra nó trở thành cú sắc gây nát, rồi đem đi chia theo sử dụng cách số ít, thành ra ác giá thành gây nát, cú sắc gây nát, cú sắc gây nát. Đầu ngọn cỏ cú sắc, đầu ngọn cỏ cú sát, đúng rồi, cú sát tên của một cái loại cỏ. Cá là đầu hay là ngọn, hai cái danh từ này khi mà phối hợp lại thì chúng ta tăng thêm một phụ âm, thành ra nó trở thành cú sắt gây, cú sắt. Còn gây nát, gây nát có nghĩa là do chia theo sử dụng cách số ít. Cú sắc gây nát. Dạ, nghe âm thanh ổn ha. Dạ. Rồi, kế tiếp chúng ta có phun chay giá. Phun chay giá có nghĩa là ăn hay là thọ dùng. Phun ăn hay là thọ dùng. Ồ, dạ, ba lô. Ba lô có nghĩa là kẻ ngu. Nhà kẻ ngu, đúng rồi. Ba lô có nghĩa là kẻ ngu. Phun chay giá, ăn hay là thọ dụng. Phô chán ăn, phô chán ăn có nghĩa là vật thực hay là thức ăn. Phô chán ăn, vật thực hay là thức ăn. Nó xuất phát từ danh từ phô chán nát, do được chia theo đối cách số ít, thành ra trở thành phô chán năng. Ná có nghĩa là không, ná có nghĩa là không. Ồ, ai ở quầy trước vậy? Ná có nghĩa là không. Xô có nghĩa là kẻ ấy. Kẻ ấy. Săng kha tá tham ma năng. Săng kha tá tham ma năng có nghĩa là thấu hiểu giáo pháp. Săng kha tá tham ma năng, thấu hiểu giáo pháp. Săng kha tá có nghĩa là hiểu biết hay là thông suốt hay là thấu hiểu. Tham măng, tham mát là giáo pháp. Do hai cái danh từ này phối hợp lại thành một cái hợp từ được chia theo sở thuộc cách số nhiều, nên trở thành săng kha tá tham ma năng. Săng kha tá tham ma năng, thấu hiểu giáo pháp. Rồi, ở dòng thứ tư thì chúng ta cũng được bắt đầu bằng một cái danh từ cá lăng. Cá lăng có nghĩa là một phần. Một phần. Một phần. Cá lăng xuất phát từ danh từ nữ tánh cá la, được chia theo đối cách số ít, thành ra trở thành cá lăng. Cá lăng nghĩa là một phần. Dạ, đúng rồi. Akhati, akhati có nghĩa là xứng đáng hay là giá trị. Akhati, xứng đáng hay là giá trị. Solasin, solasin có nghĩa là 1/16. Solasin, danh từ số đếm. Sô lá sinh, 1/16. Rồi, vậy thì chúng ta đã lướt qua được phần từ vựng rồi. Dạ, cảm ơn Phật tử Nhật Quỳnh rất nhiều.
ma se ma se cú sắc đề na ba lô phun chay giác phù chá năng na so sang kha ta tham ma năng ca lăng ác khá tí so la sinh. Có nghĩa là tháng tháng với ngọn cỏ, người ngu có ăn uống không bằng phần 16 người hiểu pháp hữu vi. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần duyên sự và ý nghĩa. Phần này thì trước khi vào thời thuyết giảng thì chúng tôi xin được thành tâm làm lễ Tam Bảo một cách tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Apikwa Demi Sokato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Sāvakasangho Sanghang Nammāmi Lokassana Thang Varamuttama Hang Buddhang Cha Thammang Cha Bhadnamāmi Sanghang. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt xin thành kính dâng đến chư tôn Đức Tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giác. Kính thưa quý vị, bài kệ Pháp Bút Kinh số 70 mà chúng ta vừa nghe phần thích nghĩa từ vựng, đây là một cái bài kinh chắc có lẽ quý vị nghe, quý vị cũng được nghe nhiều rồi, nhưng mà chúng ta càng nghe để chúng ta càng nhớ những cái nghiệp bất thiện nó trổ quả cho chúng ta rất là khủng khiếp, để chúng ta biết mà chúng ta tránh. Thì cái câu kệ này đó đề cập đến một cái vị tên là Champukacchi Quá Cá. Thì cái câu kệ này đó Đức Phật thiết ra khi mà Ngài ngự tại Velugana, đề cập đến một cái vị tu sĩ ngoại đạo tên Cá. Champukā có nghĩa là hào cẩu, Champukā có nghĩa hào cẩu. Thì cái câu chuyện đó nó đầu từ ở cái thời quá khứ. Cái thời quá khứ là cái thời của Đức Phật Kassapa. Thì trong cái thời Đức Phật Kassapa, quý vị biết rằng có một cái ông trưởng giả rất là có. Ông đã bỏ ra một cái miếng đất và cất lên một cái ngôi chùa và thỉnh một vị sư về đó ở. Mà chẳng những như vậy đó, mà ông còn cúng dường hộ độ cái vị sư đó mỗi ngày như vậy, một cách đều đặn và cung kính, hết mực là cung kính. Thì một hôm có một cái vị sư khách, có nghĩa là vị sư ở nơi xa đi đến đó, đi đến trước nhà của ông trưởng giả đó để mà đứng mà khất thực. Khất thực có nghĩa là đi trì bình đó quý vị. Thì ông trưởng giả này đó, ông là một cái người mà có cái sự hiểu biết, thành ra ông nhìn cái vị sư đó đó với một cái người rất là trang nghiêm, cái nét mặt nhìn rất là thanh tao, rất là thanh tịnh, nhìn rất là dễ mến quý vị. Thì ông chủ giả ông gặp là ông biết cái vị này là một cái vị chân tu liền, ông nhìn là ông biết liền đó. Thì ông mới thỉnh cái vị này vào ở trong nhà, rồi đặt bát, rồi cúng dường đó. Thì coi như là cái vị trưởng giả này thấy tóc của vị trưởng lão đó đó, coi như Nam mô Bụt Thà Giá.
Thank you.